theo mà. Xin một tràng pháo tay cho bạn Phạm Ngọc Thạch mất. Yeah. Ủa, vỗ tay các bạn ơi, một tràng pháo tay thì nó lớn đó bạn. Mọi người, chúng con nghe nhạc mà không vỗ tay là về luôn. Xin mời bạn cầm video. Ủa, bữa nay mình biết bạn em trai vậy đó. Ừ, gỡ đây cho. Em xin gửi lời chào đến ba vị giám khảo và mọi người đã có mặt ở tiệm cà phê Tự tối hôm nay ạ. Mới nói các bạn nghe các bạn trai này nãy cái xì tay vậy. Lời tiên em xin gửi lời chào là cái mặt hiền như vậy sao? Nhưng mà anh đang có một câu hỏi dành tặng cho em là đầu tiên nè. Trong ba vị giám khảo ngày hôm nay, giám khảo nặng ký nhất anh Gia Bảo, giám khảo Cao Long và giám khảo Hoài Hồng Thắng. Em thích giám khảo nào nhất? Chỉ được chọn một người. Một người thôi nha. Không có liếm, ừ, một người thôi nha. Chỉ được chọn một người, vô. Chỉ được chọn một người thôi, và người đó sẽ nhận xét cho em. Dạ, ba người, không chọn ba người, ừ, một người thôi. Dạ, em chọn Cao Long. Rồi, cảm ơn, chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Hoàng Thành mấy khúc. Để em rời xa, xin mời các bạn cùng thức. Để anh một mình nhé em cứ đi đi, đập nát hết ngày tháng qua em cứ đi đi, vì anh đã chọn về mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay anh bên thời gian, chẳng thể nào quên đi được một người. Cùng nhau vượt qua.
Không sao. Khó khúc nào? Có phải là do tụi tôi ăn xoài không? Chắc là do ăn xoài. Thôi hồi nãy là bạn chọn anh Cô Long đúng không? Thật ra chúng tôi là nghe bài này rất là nhiều rồi. Chúng tôi ngồi dưới đó. Bạn ơi, bạn cháy lên đi bạn. Bạn lột ra đi. Mà bạn không có chịu lột. Bạn còn đi nguyên nút này. Xin mời bạn xét của Cô Long ạ. Xin chào Ngọc Thành. Hai bài rồi và mình thấy rất là mừng vì bên ban tổ chức đó. Em anh tổ chức chọn bài thì rất là lo lắng vì lỡ như những cái bài hát không phù hợp với thí sinh. Nhưng mà bài hát bài này cũng rất là tốt. Và nó thể hiện cái thế mạnh của bạn ở chỗ là cái giọng của bạn rất là bén. Cho nên hãy như là những câu mà một mình nhé, là cái chữ nhé là một cái chữ nó rất là đắt giá và bạn làm rất là tốt những cái chữ đó. Là mình nghe nó bén, cái độ xoáy của nó rất là đầy đủ. Và bài hát này thì mình rất là thích cái bản phối này bởi vì là nó có cái sự đẩy lên cao trào thì nó làm cho nó tôn cái giọng hát của bạn lên. Và tuy có những cái trục trặc ở đoạn cuối một chút nhưng mà mình nghĩ là cái đó thì cũng có thể chấp nhận được. Như cái bài thì bạn đã hoàn thành một bài khá tốt. Mình thấy cũng qua cái bài hát này thì mình thấy được một cái điểm chưa tốt ở bạn, đó là cái cao độ, tức là giọng hát của bạn làm chủ cao độ, những cái nốt cao thực sự chưa tốt. Những cái đoạn mà bạn giả thanh thì chấp nhận được, những cái đoạn mà lên chữ cứ á, mà cái đoạn kia bạn lên thật á thì nó hơi bị chênh vênh. Tức là nó thực sự chưa có chắc chắn, chưa có như là mọi người đang hồi hộp chờ cái chữ cứ á là làm sao mà để lần sau bạn lên thật. Thì lúc mà lên thật á thì nó cũng đã được rồi, nhưng mà thực ra nó vẫn chưa phải là một cái chỗ mà đắt giá nhất của bạn. Nó làm cho cái giá trị nó của những cái chỗ kia nó là bị giảm đi chứ không có phải là làm tăng lên. Thì đó là những cái chỗ nhỏ thôi. Còn chung với lại thì bạn ấy diễn bài này rất là tốt. Và mình hy vọng cũng như bạn Thúy An thì bạn hãy trải nghiệm những cái thể loại như thế nào. Đúng rồi, đúng rồi. Con người có thể biến đổi bài hát của mình nhiều màu sắc.